Anh em đi khai xuân nhá. Nếu mà hôm nay mà móm ấy thì đúng một tháng không đi câu anh em nhá. Ngồi trộn rồi, quay phim quá nhiều rồi, chả quay phim nữa. Trộn mồi thì quay phim quá nhiều rồi. Không biết cái sạc dự phòng của mình vứt đâu nhá. Đây à. Rồi, hành lý đi ra hồ anh em nhá. Nếu mà phát này mà móm thì đúng một tháng không đi câu. Ba cân. Cho thêm hai cục nữa vào trong túi đi hả? Tao sợ mày ném đéo trúng chỗ ơi, xong rồi mồi nó lại tất to le ra câu như lồn. Thì để hạn chế ấy nhỉ. Mồi tất to le thế. Vừa ra cần xong em nhá. Hôm nay mà móm nghỉ câu một tháng anh em nhá. Tuyên bố mấy cả chủ hồ luôn. Không mất tiền đéo thêm câu. Quấn xoáy đầu vào, xoáy đầu. Xoáy, xoáy vào, xoáy mấy vòng vào, xuống nó tơi ra thì thính nó bị trụm. Nó không xòe ra. Mạnh à, hết cỡ. Mày cứ ném được đến đâu ném. Hết cỡ rồi. Nhảy cả không hồ luôn. Chết mẹ đi. Đấy cũng xa phết thì đùa đâu. Cũng gần đến phao đấy. Loanh quanh ở đấy là phao là ngoài ổ rồi đấy. Được. Mẹ ném thế xa quá thì đi thi câu được. Từ từ đang. Đấy em ném vào cái chỗ xốp lúc đấy. Xa quá rồi. Thôi ổ này bằng cái chiếu rồi. Đấy cục đấy thì còn được. Rồi đấy cô cục sau được. Chết ba cục. Anh em xem tình hình đã nhá. Móm giật rồi. Móm nghỉ câu tháng. Sắp móm rồi anh em. Hồi 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 anh em được đúng một con chuôi gấu này. May tưởng móm thế mà không móm. Hơn 9 giờ thôi đi về anh em. To đấy. Thôi thế là lần sau vẫn đi câu được rồi. Ok.